Và tiếp theo là thí sinh số 6, Ngọc Anh Văn. Xin quý vị đón chào cô Ngọc Anh Văn từ Orlando, Florida. Ngọc Anh thích hát từ lúc còn nhỏ. Cô thích hát vì đây là một cách tốt nhất để thể hiện cho chính cô. Xin quý vị cùng thưởng thức bài hát Hallelujah, written by Alexander Berg, qua sự trình diễn của thí sinh số 6, Ngọc Anh Văn. Contestant number 6, Ngọc Anh Văn from Orlando, Florida. Ngọc Anh started singing when she was a child and joined choir in middle school. She enjoys singing because it's the best way to express herself. Today, she will be singing Hallelujah by Alexandra Burke. Please welcome contestant number 6, Ngọc Anh Văn. Thank you, contestant number 6.